đất bằng kinh nghiệm, điều người ta vẫn quen gọi. 6 tuổi theo tập thể dục nội trú, 7 tuổi xa gia đình sang Trung Quốc, 18 tuổi mắc bệnh lao xương, tưởng phải giải nghệ sớm. Nhưng cho đến tận bây giờ, ở tuổi 31, Phạm Phương Hưng vẫn tập luyện, thi đấu và là một phần của đội tuyển quốc gia. Khoảng cách với các đàn em về sức bền, độ dẻo dai và khéo léo được Phương Hưng khỏa lấp bằng kinh nghiệm, điều người ta vẫn quen gọi là gừng càng già càng cay. Tôi có phần tự hào chứ, vì mình đã kiên trì được đến tận bây giờ. Có lẽ đây cũng là giải đấu mà mọi người chia tay sự nghiệp thi đấu của Hưng. Đấy, thì Hưng trong thời gian sắp tới thì sẽ tập trung hơn vào việc đào tạo vận động viên trẻ. Dù dự định chuyển sang huấn luyện, nhưng trước mắt Phạm Phương Hưng sẽ tiếp tục tập luyện, ít nhất là cho tới SEA Games 30. Bởi anh được xem là phương án dự phòng trong trường hợp một thành viên nào đó của đội tuyển thể dục dụng cụ không may dính chấn thương. Với Phương Hưng, đó có lẽ cũng là điều tốt để giúp anh có thời gian chuẩn bị cho bước ngoặt mới trong sự nghiệp. Hưng nghĩ là mình chuyển sang huấn luyện thì sẽ tốt hơn và nhiều thời gian hơn nữa dành cho việc phát triển bộ môn thể dục dụng cụ Việt Nam này, để cho càng ngày càng nhiều người có thể tham gia tập luyện thể dục dụng cụ hơn nữa. 25 năm theo tập thể dục dụng cụ, Phạm Phước Hưng không chỉ đi vào lịch sử như là một trong những nam vận động viên Việt Nam thành công nhất, mà anh còn là người xây nên chiếc cầu nối đưa môn thể thao Olympic này đến gần hơn với cộng đồng. Chiếc cầu mà từ đó thể dục dụng cụ Việt Nam sẽ tìm thêm được nhiều phương hướng mới trong tương lai.